Sáng nay, Trung tâm Chính trị huyện Bắc Trà My khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Trong thời gian 1 tháng, 70 học viên sẽ được nghiên cứu, học tập chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với các nội dung về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Nội dung cơ bản về triết học, kinh tế, chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, định lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu kiến thức các chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trong nước và địa phương. Thông qua lớp học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên đủ điều kiện được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.